Thưa quý vị, qua đợt chống dịch vừa rồi đã cho thấy những sự hy sinh rất lớn của đội ngũ cán bộ y tế. Không chỉ là đối diện với những nguy hiểm của dịch bệnh mà họ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro khác trong quá trình công tác. Vì thế cần thiết phải có cơ chế bảo vệ cán bộ y tế bằng luật và phải có biện pháp thực hiện cụ thể. Đây cũng là nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 vào sáng nay. Điều 109 dự thảo luật đã bổ sung quy định về các biện pháp để bảo đảm an toàn trật tự, an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, việc bổ sung này là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế, có những người gây mất trật tự, thậm chí là đánh gây thương tích đối với cán bộ nhân viên y tế và gây mất an toàn đối với người bệnh ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, cần tiếp tục giả soát quy định về biện pháp xử lý để đảm bảo đồng bộ. Phương tiện công cụ vật dụng và biện pháp tạm giữ người báo cáo ông chí cái này là liên quan pháp lý cái này là biện pháp phải làm rõ đây là biện pháp xử lý hành chính hay là biện pháp gì Đấy, và nếu là biện pháp xử lý hành chính thì nó là phải đảm bảo phù hợp với quy định của luật xử lý phạm hành chính tôi nói cần là rất cần thế nhưng mà chúng ta phải xử lý thế nào nó đồng bộ với với các luật đồng quan điểm phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định khẳng định rất nên có thêm những quy định để bảo vệ các nhân viên y tế trong đó phải có lực lượng làm việc này phải có biện pháp thực hiện trên cụ thể Chứ còn bây giờ đúng là tình trạng là xâm hại đến sức khỏe của cán bộ y tế, bác sĩ khám bệnh điều trị nhất là những chỗ bệnh nguy hiểm, nguy nan. Thì cái này là hiện nay là luật lệ có cả rồi nhưng mà vẫn xảy ra. Thì phải ghi như thế nào đó. Nhưng mà nó không xung đột với các luật khác. Thứ hai nữa là viết như thế nào đấy để có cái lực lượng chuyên trách, lực lượng bảo vệ hoặc cái lực lượng an ninh hay là cái công cụ gì đấy. Máy móc khi mà ấy thì ông báo có báo động một cái thì lực lượng chuyên môn nó mới vào nó can thiệp. Nó phải là cơ quan chức năng thế nhưng cơ sở khám chữa bệnh thì được làm những cái gì ban đầu về cơ chế bảo vệ cán bộ y tế chúng tôi đồng ý với ý kiến của phó chủ tịch nguyễn khắc định và đề nghị chúng ta gia công để quy định cụ thể thêm có thể phối hợp với bộ công an với bộ tư pháp để quy định cụ thể thêm để chúng ta bảo vệ được cán bộ y tế tránh những tình trạng như thời gian vừa qua các ý kiến cũng cho rằng đây là luật rất được ngành y tế và nhân dân mong đợi do đó cần sớm hoàn thiện trình và ban hành đồng thời vẫn đảm bảo nghiên cứu các quy định tránh xung đột với các luật khác